Dạ vâng, em ơi ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em lên sóng cho bác xem và tham khảo mẫu xe Toyota Vios được sản xuất năm 2007 các nhá. Rất là đẹp, thì con này đã được lên được form tí form mới rồi các nhá. Một mẫu xe Toyota Vios thần thánh đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Được sản xuất năm 2007 các nhá. Vậy sau đây mời các bác cùng em xem tổng thể xe này. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cho về nhé. Một cái mẫu xe Toyota Vios nhìn rất là đẹp luôn. Đăng kiểm còn dài các nhá, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2020. Và tất cả đây kính thì họ đã dán chống nắng hết rồi các nhá. Đây, từ cái tay lắm mở cửa đây, các nhìn này rất là mới đúng không ạ? Lốp láp này, các nhìn này, lốp còn mới các nhá. Thì đặc biệt một cái là con này được phủ một sơn đỏ, nhìn nó rất là đẹp các nhá, nhìn nó rất là lổi xe đúng không ạ? Nhìn khá lổi xe. Thì con xe được trang bị gương kính chỉnh điện các nhá. Gương kính chỉnh điện và la răng đúc. Đây, la răng đúc thì rất là đẹp. Các bác nhìn form rất là căng đúng không ạ? Các bác nhìn form này ạ, form nhìn rất là căng, rất là đẹp. Màu đỏ phong thủy, đi rất là lướt xe. Các bác nhé, đây có xe màu đỏ khá là đẹp luôn đúng không ạ? Đây thì là phần nội thất của em nó đây các bác nhé. Nội thất thì sáng sủa luôn. Dạ vâng, con xe này bên em bán được giá chỉ có 169 triệu thôi các bác nhé. Nội thất đẹp này. Phần táp lô này. Mẫu xe rất ok luôn. Có cả tì để tay đâu nhé. Đó, để đồ đây. Rất là chất lượng luôn. Đây hàng ghế thứ hai đây các nhé. Rất sáng sủa. Dạ vâng, chỉ có 169 triệu thôi. Các bác đã có ngay mẫu xe ô tô sedan hai đầu rồi. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, Toyota Vios thần thánh đâu nhé. Đó. Đây thì đằng sau đây các nhé. Đằng sau đây loa đây. Đó, loa và lỉ đầy đủ hết các nhé. Để cho bác xem phần cốp để đằng sau. Vậy các bác nào xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để cọc mẫu xe nhé. Đây là khoang để đồ của em đó các nhé. Đây phần lỉ nguyên bản này. Đó, bên này cũng vậy này, các bác nhìn này. Khoang để đồ khá là rộng nhé các nhé. Đây mấy lớp cơ, rất là rắn luôn, do hơi bẩn một tí thôi. Đây các nhìn thấy không? Đó, tất cả là nguyên bản hết này, rất là đẹp các nhé, không bị han mọt gì luôn. Xe nói chung là một cái mẫu xe rất là rắn xe luôn. Thì sau đây cho bác xem khoang máy động cơ nhé. Máy móc thì bên em đã kiểm tra và test thử cho bác rồi. Dạ vâng, em xin lại, đây là mẫu xe Toyota Vios được sản xuất năm 2007 các nhá. Thì con xe này bên em bán mức giá là 169 triệu bao rút hồ sơ các nhá. 169 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Đó, rồi ok. Máy đã lổ rồi. Sau đây mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Đó. Máy con này lổ rất là ok các nhá. Máy lổ rồi. Đây. Các bác xem phần khoang máy động cơ này. Máy móc hoạt động ngon lành luôn các bác nhá. Đó, máy hơi bẩn một tí thôi, nhưng mà em sẽ lau chùi cho bác sau. Nhưng mà đây, các bác nghe máy lổ rất là êm luôn các bác nhá. Đó, đây mình đứng xa một tí này. Mình đứng xa một tí nghe rất là êm luôn các bác nhá. Dạ vâng, đó là tổng thành của xe Toyota Vios được sản xuất năm 2007 các bác nhá. Dạ vâng, một lần nữa em Minh Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái chào tất cả các bác.